Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp với các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, giám đốc các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe các ngành, các địa phương trình bày các chương trình đề án, dự thảo kế hoạch, trong đó tập trung đóng góp ý kiến vào chương trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu tỷ trọng kinh tế nông nghiệp thủy sản trong cơ cấu kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2025 chiếm 10%. Có 55-60 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 25-30 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có ít nhất một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Chương trình cũng đã đưa ra một số nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện, trong đó giải pháp về cơ chế chính sách và đầu tư như thực hiện các đề án, dự án, cơ chế tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tiếp tục xử lý đất dôi dư xen kẽ, cho phép tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phần diện tích còn lại 3 ha trên xã giai đoạn trước, bổ sung thêm cho mỗi xã 2 ha để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, các địa phương phải chú trọng đến hệ thống giao thông, trường học 3 cấp, nhà văn hóa thôn, các thiết chế văn hóa và công trình phúc lợi. Trong chuyển đổi cây trồng, không nằm trong các khu vực đã được quy hoạch giao thông, đất sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho các xã phê duyệt. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ủy quyền cho các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt vị trí mặt bằng hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất cấp xã, đồng thời phân bổ nguồn kinh phí hợp lý theo đặc thù của từng xã. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được ủy quyền chịu trách nhiệm toàn diện trong đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương. Các chương trình đề án, dự thảo kế hoạch chỉnh sửa theo góp ý của các ngành để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh quy hoạch của địa phương, của tỉnh, cùng với đó tích cực vào cuộc tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính để các thành phần kinh tế phát triển, Hưng Yên trở thành mảnh đất khát vọng phát triển.